Ok, hôm nay anh em, hôm nay chúng ta lại thử một con game mới. Game này nó mới ra mắt trên Steam thôi, nhưng mà tôi thấy đánh giá khá là cao nên cũng muốn thử qua. Game đó tên là Sumerian Six. Con game này nó thuộc cái chủ đề hành động lén lút luôn. Nó tương đối giống với những con game của mà nhà phát hành MiMiMi á. Đây này, MiMiMi đây. MiMiMi thì cũng có một số con game như là Shadow Gambit nè, Free Fire Gadot nè. Rồi Shadow Tactics thì nó rất là nổi tiếng luôn. Shadow Tactics thì lúc trước đã từng cho ghi một lần trên Epic Store đó, nếu anh em có nhận. Thì nó vẫn là cái chủ đề hành động đến lúc như thế này thôi. Chúng ta phải quan sát tầm nhìn đối phương là lên cái chiến thuật nào, rồi mà học theo những cái mà thói quen của đối phương, làm sao để cái tuyến đường đi của mình nó trơn tru nhất, hạn chế giao tranh trực diện nhiều nhất có thể luôn. Game này thì nó chủ đề Thế chiến thứ hai, nơi một số cái nhà khoa học của chúng ta là những cái nhân vật chính đó, có 6 người, thử xích thế này là 6 người. Thì 6 người này đều có bị cái đột biến gì đó, có thể phá hình quái vật hay là sử dụng những kỹ năng đặc biệt như là tàng hình hay là cái gì đó rất là lén lút. Rồi chúng ta đi chinh phục cái nhiệm vụ là phá giải những cái tập đoàn vũ khí này thôi. Lúc trước thì cái dự án biến 6 người này thành cái gì đó luôn. Nên bây giờ thì những cái người đó đó bắt đầu đi phá hủy cái vũ khí đã từng tạo ra họ, để tránh những cái sự mất mát không đáng có thêm nữa, tốt nhất là phòng ngừa trong tương lai. Game này thì tôi nhìn nó tương đối thú vị đó, được đánh giá rất cao luôn. Anh em nhìn là mới ra mắt có một ngày thôi, nhưng mà lượt đánh giá gần như là trọn vẹn 97% đó. Chắc có khoảng là một hai người không thích game này, còn lại thì đa số đều đánh giá rất là cao. Anh em xem cái trailer chúng tôi ban đầu thì thấy không có gì thú vị đâu nên cũng khá lười thử qua. Còn tôi nhìn kỹ kỹ lại con game này thấy là nó cũng có chiều sâu phết đó, đặc biệt khi có thể điều khiển rất nhiều nhân vật nè, nên cái lối chơi nó tương đối chậm rãi phức tạp. Bây giờ chúng ta vô thử một cái màn chơi đầu tiên ha. FPS thì tôi mới bật thử luôn, nó chỉ có khoảng 30 FPS ở cái menu này thôi, nhưng mà vô game á thì FPS này nó sẽ lên 60, nó chạy rất là mượt mà luôn. Rồi chúng ta như game chế độ á, hay là chế độ dễ này đó. Thực ra con game này á, chế độ khó với dễ á, nó không ảnh hưởng nhiều đâu. Quan trọng nhất là cái AI, cái trí tuệ của mà mấy cái nhân vật NPC á, gọi là mấy cái AI á. AI nó càng khôn á thì nó mình có chơi dễ hay khó gì cũng rất là khó nữa. Nè, bây giờ thì cái mức dễ á, thì quân địch nó sẽ nhận ra mình chậm hơn tí thôi, máu mình ít hơn tí luôn. Rồi cái số quân địch nó ảnh hưởng đến cái số quân địch nè, nên chắc chơi bình thường thôi. Normal ha. Chứ không thôi là tôi chơi dễ đó. Geistorf was the impossible. Cái gì A đây? hitherto undiscovered resource with near limitless potential. Following the Great War, the military scientist Alastair Stirling assembled a team of brilliant minds to unlock its secrets. His friend, Dr. Hans Kammler, theorized that Geiststoff could generate unlimited clean energy. Chế tạo ra cái nguồn năng lượng vĩnh cửu không giới hạn And luôn. thus, heal a wounded Europe. Nó sẽ trở lành, nó sẽ cứu chữa được cái Euro, cái mà châu This Âu hiện tại. project was a catastrophe. Những cái dự án There này could nó be đã trở no thành một cái thảm question. họa gì đó. Geiststoff was far too dangerous. Gây A to broken nó bây giờ đã squad trở nên quá disbanded, nguy hiểm. having all grimly agreed that the world could never know about Geiststoff. All save one. Bây giờ thì cái nhóm đã thống nhất là coi như bỏ cái dự án gây to luôn, chủ yếu là để cứu tất cả mọi người. Nhưng mà cái ông Karma này thì lại không muốn buông bỏ. Anh em nhìn phát thảo giống hệt mà Hitler luôn ha. And so, Karma assembled his own team to tap Geistorf's nightmarish power. Rồi cái ông Karma này thì ổng tổ chức cái quân đội lấy lại cái dự án đó bằng mọi giá. Working with her restive brother to bring down Karma's wonder weapon program from the inside. Con gái của ổng hả? Chữ nhanh quá tôi đọc không kịp, tôi mù tiếng Anh nữa. Enter, enter đi, continue. Xong nút cách thì nút gì đó. Đồ họa thì con này nó cũng tương đối ổn thôi, nó đi cái nét quyền rất là dày nè. We haven't heard anything from Izzy in days. Cái MG này đang mất tích trong cái chỗ này nên cái thằng sếp này nó đi vào nó kiếm em nó. Tôi nghĩ chữ đáp đó không phải là cha đâu mà là kiểu như là cái ông hội trưởng gì đó. Now, what have you gotten yourself into, Isabella? And how am I gonna get past all these bloody guards? Rồi đánh bại mấy anh đánh. Không tu đồ dồ gì luôn hả? Cái chấm than là cái gì đây? Ủa? Game này nó lóc chuột trong màn hình cũng ổn không? Nó nói tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Đức vậy á. Game này mình có thể là cùng ra cùng vô được nè. Có cái mini map ở đây nữa nè. Mini map này thì cũng zoom ra zoom vô luôn. Có thể xoay trái xoay phải bằng nút Q, nút E. Ok. Zoom vô zoom ra thì tôi cuộn chuột nhiều lắm nó mới chạy được. Rồi bây giờ chắc đi ở đây. Sử dụng cái đòn cận chiến bằng Z để đánh bại quân địch.
Gọn quá ha, rất là gọn luôn. Cộng một kinh nghiệm. À mấy cái này chắc tôi đâu vào đồ game của mình đó. Cũng thang nè. Bò bằng nút cách. Rồi nhấn nút cách để bò nó sẽ an toàn hơn. Lát bơm bằng nút C. Rồi đấm nó, đấm nó. Cái bơm gây chóng. Cái bơm này nó sẽ gây chóng cái tầm nhìn của quân địch trong cái phạm vi hiệu ứng của nó. Ủa cái level 2/175. Nãy giờ hạ gục máy đính này có 1F à. Double lít chuột trái để nó chạy nhanh. Rồi ok. Hướng dẫn tương đối đơn giản. Hít 2. Chấp nhận ship là nhập hồn vô cái quân địch đó. Từ 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 từ. Khi mà ship nhập hồn vào cái quân địch đó thì sau đó bấm một lần nữa thì nó sẽ nhảy xuống ra cái vị trí đó. Chữ V, chữ V. Đi vô cái vòng tròn quá. Đó, một trong những cái kỹ năng ma pháp của đầu tiên của nhân vật chúng ta đó. Rồi bây giờ bấm lần nữa thì nó sẽ nhảy ra ngoài. Nhảy vô bụi cỏ này như hướng dẫn nào. Nhảy trước mặt nó luôn được không? À nó bị chóng rồi. Tiện quá ha, cái kill này đúng tiện quá. Rồi mấy thằng này thì vậy là xử thanh niên này trước. Tầm màu, làm màu cái nữa, biểu diễn đó. Rồi xong ba mạng. Kim dễ. Sao cái camera nó quay ngược ngược sao ta? Thường cái nhấn nút quy thì nó quay qua bên kia. Rồi đập mụ thì có thể nhảy từ trên cao xuống. Cái này cũng hướng dẫn không? Quy vậy để xây camera xây nãy giờ rồi. Hoặc là giữ nút Antalet này xây chuột. À ok, này dễ hơn. Để đứng kế bên anh thấy không trời? Không, đứng kế bên nó cũng không hay ho gì luôn. Cái gì nó có cái hình viên đạn gì nè. À cái súng súng. À bấm chọn cây súng. Rồi nó sẽ bắn vô cái thùng này thuốc nổ. Bắn nổ chết hai mạng mà xung quanh không ai nhìn ra cái động tĩnh gì luôn á. Nè. Dưới mặt đất thì sát như thế này mà cũng không ai thấy luôn. Nhấn Ctrl và chuột trái để sau đó nhặt những cái xác này lên. Chắc là giấu vô bụi cây hay cái gì thôi. Đó, giấu vô bụi cây nào. Nó nổ vậy mà không có để lại dấu tích nào trên tuyết luôn á. Anh em nhìn cái mặt tuyết nè. Nó vẫn là sáng rõ đẹp như thế. Nhấn nút khác để hiển thị highlight những cái vật thể được đánh dấu. Cái bình ba máu. Trên này có gì không ta? Không không. Nhấn nút F để tăng tốc cái khoảng thời gian lên. 1, 2 nào. 3 nào. 4 nào. Nếu xử thì xử thằng này trước lúc nó đang đứng đây nè. Mình sẽ xử nó xong rồi tới xử thằng này. Tại vì thằng này nó quan sát nó nhìn ra cái cửa này được. Rồi nhập vô nó thôi. Chờ nó đi lên đây mình nhảy ra mình giết nó. Xong xuống thịt này. Thịt tới này. Thịt luôn này. Ôi thằng này nó xây qua bên đây rồi nó còn xây xuống đây nữa nè. Chị nó quay gì nhanh như vậy? Trời ơi, giật cái mình. Thôi, xây bánh đi bạn. Oh.
Rồi, nhanh gọn. Bây giờ đi đến cái cáp treo hả? Đi phải. Có máu gì ở đây nữa nè. À, máu mình tối đa là 3, mình có đủ sẵn rồi. Cũng được. Rồi dĩ chắc xong cái phần tutorial rồi đó. Dẫn nó đi vô rồi mình phập nó thôi. Quăng cái lũ đạn khói. Có ai trong đó không? Cái gì đây? Trời ơi, máu meo rồi kìa. Em này tỉnh như gùi vậy. À, chấp phải mình. Izzy, cảm ơn đã. Cảm ơn, nhưng tôi còn không cần sự giúp đỡ của cô đâu. Tôi đủ trình độ cao mà. Bố á. Bố già gửi tôi đến để kiểm tra anh như thế nào. Không có gì thay đổi là kế hoạch bây giờ thì dành cho hai người thôi. Nothing from you in a while. I was worried. And now I have to worry about drawing my cover. Đang lo cho em này. Em này chắc gián điệp trà trộn đây quá. You might as well help me out. Muốn đi ra thì lên cái cáp treo này đi ra cái là xong rồi. Cái đường mình vô dọn. Wow. First things first. We have to get inside the castle walls. Đầu tiên thì chúng ta còn phải đi trong vào trong cái lâu đài này theo cái tuyến đường này tại bên này à. I don't think it's wide enough for you. Nhưng mà cái chỗ chui này thì không vừa cho thanh niên đó đâu. Thanh niên đó phải đi cái đường cọng dây lên, còn em đó thì chui cái đường cống này. Cái cửa thì chỉ có thể để mở được từ cái hướng bên kia thôi. Rồi chúng ta sẽ đi theo cái hướng này lên đây và vòng lên chỗ này. Ngoài ra còn phá hủy cái trụ này cái nữa. Ok. Bên đây có cái trụ nào? Bên đây cái này nè. Rồi, chúng ta còn phải đến cái địa điểm cuối cùng chỗ này để ngừng cái hoạt động của mấy thanh niên kia. Câu trả lời nó nằm trong cái phòng đó, tuy nhiên chưa biết chính xác là chỗ nào. Tìm thấy cái cỗ máy gì, như cái cỗ máy nguyên tử thế này gì. Thời thế chiến thứ hai rồi, cái bom nguyên tử nó một cái vũ khí rất là khủng khiếp. Ủa? À, một là thanh niên màu xanh này, còn hai là em này. Sao nhìn Ôi vãi, em này có khiêu tàng hình luôn nè. Tàng hình đi đây hả? Ở đây là có hai cái mục tiêu ở trên. Vậy là thịt này trước, tới này, trong lúc đó thanh niên này đi thịt này. Ê, gì? Từ từ đang lên phương án chiến lược rồi. Trời ơi, nó làm cái giọng gên khủng khiếp luôn nha. Ủa? Khoan. Hình như tôi bấm lộn một lần nữa là em nó hết tàn hình. À, nãy quên ngồi xuống, trời ơi. Thôi, ngồi xuống thì nó phức sau cái này. Bây giờ đợi kêu tàn hình xong đi, mình vòng qua đây. Giết. Rồi, bây giờ thanh niên kia giết này được rồi. Em này giết này nói là xong. Tốt nhất thì cứ cho tụi nó ngồi mặc định đi. Tốt nhất cho hai đứa ngồi mặc định đi. Thay đổi vị trí. À, thằng này sẽ đứng phục kích ở dưới. Còn em này á, xài cái chiêu hoán đổi vị trí với thằng trên này. Tầm nhìn thằng này nó không thấy bên này. Nó không có quay qua. Đó. Rồi khi hoán đổi vị trí xuống thì thanh niên này sẽ giết thằng này. Còn em này cứ đi lại giết này. Hoán đổi vị trí bằng ít. Ủa, em nó cũng bị trốn luôn nè. Không sao, trốn tí hết à. Rồi theo cái đường hồi nãy nó vẽ là em nó chui qua cái chỗ này được. Còn thanh niên này thì bự con quá không có đi được nên phải đi cái đường dây leo này.
Hey, cái gì đây nữa đây? Vì Leon có thể lên hồi nãy nói rồi mà. Remember when you got stuck in that vent when we were seven? No, but I remember when you ate all of father's chalk. Ở đây chắc nó không thấy đâu ha. I'll show you what I'm made of. Ê, cái gì? Trời ơi, ở đây là lộ. Vì phải canh cái lúc nó vừa đi qua lên á. Rồi. Trời ơi, từ từ anh ơi. Đâu ấy? Yeah. Leo xuống. Thôi giờ leo lên nè. Đó. Easy mate, easy. Just accept your fate. Mình có thể trốn ở đây được. Did you need something? Trốn vô bụi này trước đi. Thằng này không có gì, không có gì hết. Ê, ngồi gì nó chạy vô không, mình thấy luôn. Tự nhiên nó kích báo động đi rồi. Thôi lót lại, lót lại, lót lại. Gì mà nhiều cái lót dữ vậy nè. Rồi lót từ khúc này hả? I don't think that's possible. Come on, Izzy, you can do it. What were you saying? Mém nữa, mém nữa. Thôi trước mắt thì cứ xuống chỗ này núp cái đã. Rồi chạy thiệt nhanh vô, chạy thiệt nhanh vô, nó không kịp nhìn đâu. Đó. Ok. Rồi bây giờ qua em này. Tầm nhìn nó là tới đây hả? Thằng này nó không có nhìn, nó tập trung vào cái bàn làm việc. Bên này thì gốc phức rồi. Rồi em này cứ tàng hình đi vô là xong. Out of sight, out of mind. Cái chiêu tàng hình này nó bá đạo thiệt á. Yes. How about I distract him? What? With your feminine words. À, mình có thể dùng cái tinh thể này để đánh lạc hướng nó. Đánh lạc hướng nó thì mình gì đánh lạc hướng này. Từ từ đánh lạc hướng này. Nó còn thằng đang đi đây nữa nè. Ấy à. Thằng này nó có đi qua đây không? Có đi qua đây mình khử nó luôn. Không có đi hình tròn thôi. Vậy mình thịt hai người hai đứa này trước. Không có gì hết. Rồi, đơn giản. Có cửa đây nè. Trên này còn hai thằng nữa hả? Game này tutorial cũng tương đối dễ hiểu đó. Nó đưa cho mình thực chiến luôn. À, cái chỗ này để ẩn nấp thôi. Nhưng mà ẩn nấp là làm cái SFX cứ mở cửa nào cũng tiếp luôn. Hai này quay lưng lại hết rồi. Chỉ là chắc giết cùng một lúc. Cả hai phập nó cùng lúc là xong. Nhấn nút ship. Nút ship là gì ta? Từ 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 từ. Ship là để lựa chọn nhiều cái hành động cùng một lúc của một nhân vật. Mỗi nhân vật. À. Rồi, hiểu hiểu hiểu. Tôi tính đâu cho cái thằng này nó quăng cái kill này chứ. Quăng cái kill này nè. Quăng cái bơm chón này lên giết từ từ thôi. Cũng không cần gọi thế này. How's Kamala been treating you? He keeps me shut in the library for the most part. Oh, so your version of paradise then? Those officers watch the area like starving hawks. Cái đơn vị lính outfit á, sĩ quan á. Nè, mấy sĩ quan nè, thanh niên này là lính nè, sĩ quan nè. Sĩ quan nè thì nó miễn nhiễm với cái đòn này nên mình không thể dụ thanh niên này qua đi được. Giờ tìm cách lên trên này trước cái đã.
What were you saying? Was a half harvest and trade with his fatherland. Chưa khử này được đâu, khử này là báo động liền. Ấy ấy, còn nữa. Tưởng đâu bấm lên cái cầu thang ở đường lên luôn. Sử dụng mấy cái môi trường giết vật thể thì, ủa cái mấy vật thể môi trường á để giết quân địch á thì sẽ không kích hoạt cái hệ thống báo động. À cái này á. Để nó đi đây đi. Không, cho thanh niên này lên luôn. Cho thanh niên này lên trên luôn. Để hồi nó báo động xong khó lên đó. Ở trên này mình có đường đi lên đây nè, có cái cửa để mình núp nữa nè. Hay là để thanh niên này ở dưới để thịt thằng office này đó. Ở đây còn thằng nữa rồi nha. À mình có thể đột kích từ trên xuống luôn, nhảy từ trên xuống để hạ gục nó luôn cũng được. Rồi vậy là mình sẽ thịt thay thằng này cùng một lúc. Rồi tiếp theo là gài cái vật thể này gớt xuống đầu này. Thằng này nó nhảy quá à. Chùa trái chùa phải nè. You need something? Lẹ 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 lẹ. Let's take a stroll. Rồi gúp 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 gúp. Tụi nó mò lên là không thấy gì. Ê ê ê ê. Để cho nó khom xuống, tôi quên cho nó khom. Easy. Rồi, ok rồi. Tụi nó cứ đi như thế này đó ta. À, đi nó khôn quá vậy. Đi nó lên nè, nó lên nè. Lúc đây gần chơi luôn. Ủa, nó không có lên. Rồi, nó quay về bàn làm việc cái giờ này. I'm up for anything. Thằng này nó nhìn thấy chỉ huy. Xuống đây cái đã. Rồi bây giờ trong cái khoảng thời gian chia ra nào, thằng này sẽ quăng cái bom làm chón hai đứa luôn. Đó. Rồi còn em này xuống thịnh này. Rồi ok. Rồi, vừa kịp, quá kỹ thuật, trời ơi kỹ thuật. Going. What? You sure know how to make stabbing Nazis look fun? It is fun. Nhặt những cái mà tăng cấp kỹ năng lên bằng cách nhận nhiều kinh nghiệm hơn. Đấy à, đây hả? Đèn cái nè. Đèn cái nữa nè, hai cái nè. Khu này đã vô nhiệm vụ chính rồi từ rồi rồi. Đèn cái nữa nè, ba cái nè. Này hồi máu, rồi. Bây giờ bên này thì sao đi ta? Có cửa nè. Ủa? À cửa này nó thông với này. Qua đây đi trước đi. Hai cửa này là thông với nhau hả? Đây là đi vô nhà rồi nó lại load một cái map mới nữa đó. À không, đi ra luôn. But maybe we could put it off until after the war. There's no way I'm coming back here. Chỗ này phức tầm nhìn. Thằng này là lính à? Lính thì đơn giản. Ship ship ship. Yes. Schaut verdächtig aus. Ich sehe nichts. Let's get moving. Trời ơi là trời. Lót đâu, lót đâu. Nằm lại. Canh thời gian hơi sai thấy. Chưa quen, chưa quen. I'll show you what I'm made of. Chắc ai nhất thì chơi kiểu này.
Rồi. Consider it done. I'm on it. Okay. Don't rush it. Đơn giản. Lách bơm bây giờ đã lên level 2. Cái thời gian làm mù của nó kéo dài thêm 25%. Lấy máu. Máu đầy rồi, không cho lấy. Rồi bây giờ làm sao qua đây? À, điên này nó. Game này thể loại hành động lén lút nên mình cứ đi từ từ, rất nhiều cách để giải quyết một vấn đề luôn. Nó như một cái câu đố mà anh em có thể giải được rất nhiều cách. Thanh niên kia chạy lẹ đi. À, bên này có thằng hậu à. Rồi đơn giản, dễ nhẹ nhàng. Such a beautiful view. I'd like it more without all the Nazis. Ủa? À, thanh niên kia mới lấy được. Em này hình như là không lấy được, không biết tại sao nữa. Cộng 33 phần khoảng cách mà cách kêu cái kêu nhập hồn của mình á. Nào. I'm up for anything. Ủa? À, cái xác. Giờ đi đâu nữa ta? Ê, khoan, tới đây thôi. Impressive. Whatever it is. Look at those glowing barrels. It's guy stuff. Nó nhìn được vào cái điểm này nhưng mà mình bò khéo khéo chứ không thấy đâu. Rồi, ok. Cái điểm này an toàn. Điểm này trước rồi đã. Tôi sẽ quăng một cho một em tàng hình qua đây, quăng cái bom mù xong rồi thịt thay đứa này. Rồi thả tiếp một cái mù lần nữa. They'll never know I'm here. Đi gì cái giấy em ơi. Rồi. Whatever it is. Look at those glowing barrels. Cái đường gì á thì nó không đi, nó đâm đầu vô hang này. Mê dai à. Nó nghi rồi, nó nghi rồi. The perks of being a wallflower. On the move. Wem gehörte dieses Schloss ursprünglich? What were you saying? What should I do? Apologies. You're in my way. Pretty, isn't it? Finally, some action. What? Kỹ thuật. A nice little stroll. I'll take it right. We'll make good use of this. À, mình quên cái chiêu hết quá điểm đi. Tự làm khó chính mình đúng không? Tính ra là mới vô mà một nhân vật có 2 kill thì tôi thấy nó hơi bá đạo quá. Thực ra nãy giờ có rất nhiều cách giải quyết vấn đề luôn. Rồi, cả ba nó đều lẻ tẻ với nhau cả. Nên có thể thịt cả ba cùng lúc. Bây giờ vấn đề là mở cửa có phát ra tiếng động không nào? Không. I'm ready, I think. Quá đồng bộ, quá kỹ thuật. Finally some action. You look better over here. No way out of this. What? What should I do? Cái này còn gì nữa? À, máu. Trời, trình tôi mà làm gì cần máu. Would you look at that? À? Cái dao này là cái gì? Nãy chưa kịp đọc. Hình như là đánh cận chiến thì nó giảm 25% cái độ phát ra tiếng ồn á. 4 sĩ quy, 4 hướng là cho ta dầm được đến hướng này. 4 thằng thì khó lắm. Thường mình chia 3 á thì còn có thể mà mình chia 3 thì vẫn còn có thể làm được, nhưng mà chia 4 thì khó lắm. Nè, thịt tượng này nào.
thịt đường này. Đứng chỗ này là an toàn luôn. Cái vùng này, đi đến vùng này là hốt mà được. Chết tôi rồi. Không, canh nó vô mình mở cửa luôn á. I'll do you proud. All right. Không được, thằng này quan sát nó rộng quá à. Không kịp nữa đó. Vậy là phải thịt thằng này trước rồi. Thịt sĩ quan bên này trước rồi. Kéo như vậy rồi mà vẫn bị dính à? Chết rồi, bấm lộn rồi. Need something, love? Quá ổn quá ổn quá. All right. Finally, some action. Now they see me. Go on then. Rồi bây giờ chủ yếu là thăm binh cùng lúc chỉnh chỉnh à. Ủa không, cứ đi thoải mái lại thôi. I'll handle it. Rồi. Không cần dừng thời gian đâu. Fair enough. Cứ đi bình thường, bình thường đó. I'm going. I'm on it.
Thôi, trong phòng này có cái gì không ta? Không, phòng này cũng đơn giản. Bên này thì giết này trước, tới thanh niên này. Hai này giết này cũng được. Let's take a stroll. This is as far as I've gotten. I keep trying to access the high security areas, but good thing I'm great at getting where I'm not wanted. Nó đi nhanh quá à. Đi nhanh kiểu này thì bây giờ giết thử đứa ơi, thử một đứa ơi. Coi thằng này nó biến mất rồi, mấy anh kia có để ý không? Nó mất tiêu rồi, mấy anh kia có để ý không đây? Không nghi ngờ gì luôn. Không nghi ngờ gì thì game dễ. Thôi cho này ngồi đây, đợi đi qua nó nhập hồn vô thì nó lên đây nó giết này. Chỉ có cách đó mới lên trên này được thôi. Mình sẽ nhập hồn vô này, chuyển lên này, đứng canh chỗ này trước. Nhập hồn này nó có giới hạn thời gian đó. I've been trying to sneak into this office for weeks now. And now we're here. Thank you. Đợi lúc nói chuyện xong nó đi á, nó quay lưng đi là mình bê mới liền luôn. Little, we're the same age. Nein, sind alle weg. Verdammt. I'm out here. Just be such a bait. You can't just lie here. Thôi rồi ơi. Stay here for now. So viel du willst. Không, 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 không thể chấp nhận như vậy được. Little, we're the same age. Not from me. Certainly. Das war eben noch. Tàng hình luôn, tàng hình luôn. Little, we're the same age. Let's make it quick. Just say the word. I'm ready. Go on then. Hey, hey. My little sister. Little, we're the same age. Was los? You're not getting up from this. I'm out of your head. Rồi, đơn giản. Tâm mình chỉnh cái là xong à. Come on, you can do it. On my way. Rồi, tìm cái tài liệu ở đây. What should I do? Game dễ. Thực ra nó cũng có á. Hồi nãy á, trên cái chỗ này như thằng này nó có thể biến ra sau cái thằng đứng dưới này luôn. Xong rồi quăng cái bom chón thằng này. Tài liệu gì nó bốc khói màu tím lên gì nào. Trông nó khá là thực á. Lots of references to a city called Kisaren. That's a new. Có rất nhiều tài liệu đề cập đến một cái thành phố tên là Gael gì đó. You should know that the Assyro-Babylonian mathematics were actually incredibly advanced for its. Toán học của Babylon nhỉ? Nói chuyện bắt đầu nói chuyện khoa học này. Dân đen như đâu nhìn không có hiểu bằng cái này đâu. Let's go. Maybe Dad will go easy on me if we figure out how it works. But I need to examine the. Come on. You were so worried about blowing your cover, remember? And as a bonus, here's the key to the courtyard. What were you saying?
Nó để tự do không nè. Forget about it. Cái thùng lớn là của em này. Let's pick the guards off one by one. Right, it's that easy. Cái thùng lớn là của thằng này chứ. Ủa, đâu? À, cái thùng lớn là của em này, cái thùng nhỏ là của thằng này. I'll take that. 20% mà cái khoảng thời gian mình tàng hình đó. What? Gì mà đóng dí gì nè. Mày xong chưa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 2 cân 12 à. Đây còn thằng nữa nè. Thằng này chắc chết trước. Nhưng vấn đề bây giờ là làm sao nè. Có cửa nào ở đây không? À, không cần. Một phát là chết bố mạng luôn á. Bây giờ tìm cái chỗ an toàn để nắp cái đập. Bây giờ đưa thử em nó xuống dưới này á. Không cần tàn hình nữa nha. Làm một phát bốn mạng ở đây. Xếp trước cái đó. À, không có được đặt tên phải xếp luôn á. Không thấy mình này. Tức là mình có thể cử hai này cùng lúc luôn. Thằng này nó vẫn không thấy. Nó dướng cái thùng này. Thằng này cũng không thấy luôn. Cũng dễ. Rồi vô chơi đi. Cái máy nó đè cả 4 mạng luôn á. Cắt con dây này nè. Trời, người chết mà nó tỉnh bơ luôn thì chết. Chết phát bố mạng, tai nạn lao động này là lên báo luôn á. Out of sight, out of mind. That's reasonable. Thử rồi, lộ à. Lộ, vẫn lộ thì không được. Lộ thì mình bắt này trước. Ủa, thằng này đâu có cần làm khó khăn gì đâu. Ê, không có, nó cổng cái xác nó không có leo cầu thang được. Rồi bây giờ thực tiếp hai đứa này. Fine. I'll show you what I'm made of. Consider it done. Đi check map tường là nó không thấy à? Just say the word. Die already. Yeah. Vorsicht mit dem Geiststoff. Es ist mächtig, aber gefährlich. Oh, verstanden. Nó không nhìn thấy này luôn. Có lâu lâu nó quay qua nó nhìn thấy. Nhưng mà thằng này cũng phức trong tầm nhìn này. I'm ready, I think. I'm up for anything.
lassen Sie das nicht nochmal passieren. On my way. Just like father's with me. Hơi sớm, hơi sớm. I'll get there. Nó cảnh giác à, nó cảnh giác à. Mấy này nó nhảy quá. Không có gì đâu bạn ơi. Ê. Nó quay đúng lúc. Thiệt tình. Đi chậm chậm thôi em nói. Das muss ich überprüfen. Look right past me. Rồi, đoạn này nó quay qua lần nữa. Rồi quay đi cái là dứt điểm liền đó. Rồi tiếp theo là hai ngày. Hang này nó quay mặt vô cùng một thời điểm với nhau. Lần này nó quay qua là khoảng mấy giây đó? 1, 2, 3, 4, 5. Rồi ok. Hai thằng trên nó thấy. Hai thằng ở trên nó thấy không được. Ủa? Habe ich mir wohl eingebildet. Rồi ok. Rồi, em này tranh thủ lúc nó dòm qua thì chạy qua liền luôn. Mình sẽ đi qua đây, rồi cùng lúc nó chón hai thẳng trên. Sao nó nhảy qua vậy ta? Entschuldigung, Herr Kommandant.
Quăng xong là thanh niên đó phải trốn đi cái nữa. Quăng xong là thanh niên đó phải trốn đi. Phải núp vô đây, chúng hơi bị lộ. Falscher Alarm. Vorsicht mit dem Geiststoff. Boah. Richtig, aber gefährlich. Nó không có nhìn tới ông tướng luôn hả? Look over there. Hey, hey. Aber gefährlich. Oh, verstanden, Herr Kommandant. Please stop struggling. On the move. Just say the word. Wann kommt der Laster mit den Versorgungsgütern? Der Plan sagt 16:30 Uhr. Eyes wide shut. Ich bin blind, ich bin blind. Yes. Did you see that? Hm? Mà kỹ thuật đồng bộ với nhau luôn á. That should come in handy. Rồi tôi quên mất cái điều cái súng này luôn. Nãy đứng đây trốn cái nè, móc súng bắn nó là xong mẻ nó rồi. Trời ơi, thiệt tình. I'll handle it. Trời ơi. Quên, sau khi anh em. Con game này nó nhiều cơ chế quá. Tôi tưởng là mình chỉ có cận chiến thôi. Engraved with cuneiform symbols. And it soon became clear that it had the power to change the course of the war. Cái lò nung này nó chứa nhiều cái ký tự đặc biệt. Ảnh hưởng đến mà cái năng lượng nó chứa ảnh hưởng đến toàn thế giới. He was rather pleased to see that the Fräulein was already there. Bây giờ mới xếp tổng nào. To show her, he said. Fascinating new research on Sumerian history found in the small African town of Madinat al-Dala. Em này vẫn là gián điệp trong này. The distance was no obstacle. Refusal was not an option, not without endangering the entire mission. And just like that, Sid watched the device with his sister inside vanish into thin air. Isabella là con gái, em gái rồi ha, thanh niên này hả? Definitely something Enigma Squad needed to hear about. Cái thiết bị nó biến mất luôn. À, nó còn cái giới hạn thời gian dưới 25 phút nữa. Ông nội ơi, tu Tokyo mà. Ủa, này là sao? Tu Tokyo thì sao mà chơi nhanh được? Thôi, cái tốc độ đó thì tôi bó tay rồi. Mình chưa có quen game nữa. Anh em chơi con game này mà master bậc thầy luôn á, 3 sao liên tục ở mức khó, sao này đi ăn trộm. Khỏi ai bắt được. If only I had a Geistoff power teleporter. Maybe your friend can build one. Unlike Kamla, Rosa understands the dangers of you. Oh, forget I said anything. Anh Liên này muốn buồn cái máy mà dịch chuyển đất thời tương tự vậy. About that, the whole village is crawling with Nazis. They seem particularly interested in that house. Might be her hideout. Vô cái nhà này để tìm con bé kia. Yes, sir. Over and out. Yes, sir. Over and out. Ba anh lính. Cái này là cái gì? Bốn anh lính. Is he stuck in Africa? And I go the exact opposite way to find Dad's colleague. An ally like her could be worth the detour. Anh ấy bay nhảy như một ninja đích thực. Lính này đi đến đây nói chuyện với hai anh niên này.
có thịt thịt được cái này rất là xong à, thịt cái này xong rồi thịt tay liên này rất là xong. Mình đứng đây thôi. Đúng không? Liên này nó dòm xuống đây, à nó có dòm lên, không sao hết. Game này không chơi nhanh được đâu. Mấy game như thế này mà đòi chơi nhanh xong chơi được. Nó có nhìn xuống đây không ta? Không nhìn xuống luôn. Chỉ cần nhập xác vô này thôi, đợi nó đi lại gần này tôi bung cái xác ra là có gì đâu mà dòm bạn, không có gì đâu, đừng có nhìn bắn nó trúng không, thôi không chơi súng ở đây, không có chơi súng, phòng này chơi dao thôi. Không có gì đâu, bình tĩnh đi. Người chết trước mặt anh ấy mà anh ấy lại đi về ca trực làm tiếp. Lại ngồi ghế chơi nữa chứ. Thiệt tình thanh niên, ba người chết trước mặt nó mà nó ngồi ghế nó thư giãn tiếp. Ta nãy làm khéo khéo á, khéo khéo á, nhập hồn vô này rồi. Đợi này nó đi qua nói chuyện như này á, nhảy ra, xiên này, xiên nốt này. No peeking. Easy mate, easy. Tịch này trước được. Sounds like a nice lady. Tịch này trước dễ không? Going. Không có gì đâu mà dòm. Có cái gì đâu mà dòm? Nhiều chuyện lúc này. That's how you deal with Nazis. You're looking good in there. Quay mặt đi ông lẻ. Quay mặt nhanh. Không có quay mặt đi luôn hả ta? Vậy là phải thịt lên trên đó. I'm going. Ich glaube, ich habe was gesehen. Sure. Alright, if I hit you right? Nó nhìn nhạy quá. Yeah. Tí nữa đợi hai anh này nó nói chuyện với nhau á. Đợi hai ngày nó nói chuyện với nhau thì hằng ngày nó mới bị khuất cái tầm nhìn đi.
Chị cũng thấy đó. Lầm lại. Nó lại bật báo động rồi. Bên này có đường, cái đường để đi xuống dưới làm cái gì á. Chơi mà bật báo động kỳ lắm. Có cái siêu nào không ta? Có khi phải quăng cái lát bom lên đây nè. Đây chắc không lộ đâu. Quăng cái bơm mù lên, trong lúc nó mù á mình thịt dưới. Không chín kia hả? Sống dính kia được. Đậu xanh nhà nó, lụ đạn nhà nó. Cay nha. Có khi giết này trước luôn. Thịt này trước nè. Tại vì thằng này nó ngoài tầm nhìn. Chảnh bạn ơi. Lúc ép là tôi nhanh thời gian. Quên đó. Tự nhiên mù con mắt không có gì hết. Cái đó là do bị lắc thôi bạn ơi, không có gì đâu. I'm going. Triple kill. Rồi, tiếp theo là hai thanh niên này đã xong. Thằng này trước. Thằng này chưa được đâu. Cái gì? Nghĩ sao tự nhiên đi đợi đứng trước mặt nó luôn mà đâm hụt nữa hay gì đó trời. Ủa cầu thang ở đây để làm gì? Rồi như nãy thôi, đứng đây quăng bom mù nó chạy ra thịt này. Tiếp theo là thịt này. Game này mà chạy đua với thời gian nó mới mệt thôi, chứ chơi bình thường thì mình cứ thông thả mà nghĩ chiến thuật. Yeah. Chậm quá luôn. Easy. Eyes wide shut. Don't stretch his hand for yourself. You'll be right here, yeah? Don't peek. Xong, đơn giản. Mở cửa là các cảnh à. Ai đây? Rusia Benic. Bà này chắc là theo phe mình rồi. Nhìn thiết kế đạo hình như thế này. Cái đội Enigma gửi tôi đến đây. Tôi là con trai của ông Alice gì đó. Không có biệt đội Enigma nào cả. Chúng tôi đã phát hiện ra cái mối nguy hiểm của Gateshead nữa rồi. Tôi là bạn cũ của Kama thôi. Tuy không được nhắc đến trong cái văn bản nào khác cả. Bà tin mình này. Tại bà tin ông kia là ngu lắm. Cũng được.
thì con này chơi chất độc hết đó. That's how he powers his teleporter. That thieving schmuck. We can't have that now, can we? Then we're on the same page. I'll help you destroy that worm with utmost pleasure. Bà này cũng cay thanh niên đó lắm. First, however, we must prevent Kamler from stealing more of my research. I stashed my notes in the villa up the road. I recommend we don't use the main road. Mấy cái dự án nghiên cứu của bà này á, bị cái thằng kia lấy rồi xong rồi nó tận dụng rất nhiều thứ bậy bạ luôn. Và mình có hai đường để đi lên đó, một là đường trên, hai là đường dưới. It'll be easy to switch paths through the construction site. Ở trên giữa thì nó vẫn có đường để đi lên đi xuống. Thôi. On the way, let's kill as many Nazis as we can. Có cả hai đường để mình đi thong thả thoải mái. Let's do it now. Camner's in Africa with my sister. Her cover might get blown any moment. Then let us make haste. Rồi, có thêm thành viên mới, coi chiêu bà này là cái gì. So, you're Alistair's kid. Ủa, 1-3 hả? Nothing like him. Bà này số 3. I'm the adopted one. Tiêm chất độc. Oh, the stray he found in Iraq. Got it. Stone wounded. Tạo một đám mây độc. Trước đây đừng hướng dẫn cho bà nè. My dissolving strike can make them disappear, quite literally. Thịt này trước rồi bị phát hiện không ta? Có khả năng này nó phát hiện á. Không không, thằng này nó đứng đây là an toàn luôn. Finally, some action. Ủa, hướng dẫn này là gì? Easy, mate. Easy. Don't waste my time. Did you just melt him? There's no just about it. Giết một cái mất cái xác luôn. Incredibly complicated chemical reaction. Vãi. But yes. Bà này kinh phết luôn á. Consider it done. Don't rush me. Just say the words. Quên cho bà cơm xuống. Let me turn that soldat into a human bomb and use him to dispose of more trash like him in one go. Gắn bom vô thằng này. Nó đi lại tới đó, mình sẽ kích quả bom lên. Trời ơi, khiếp. All right. I know what you. Bà này cơ động hết luôn á. Human bom. Trời cái tên kìa. Rồi, kích hoạt là chữ B. Sống dùng cái chữ này luôn ta. On it. My stunning link will keep him occupied, and by occupied, I mean drugged. Rồi làm chóng thằng này, trong lúc thằng này nó bị chóng thì thanh niên kia sẽ đi qua. Ê, ê, nhầm nhầm nhầm. Fine. Là. I've got the tools for the job. That's how you deal with Nazis. You'll like it here, I'm sure. Thằng này bị chóng thì nó nghi không? Không, bị chóng là nó không nghi ngờ gì luôn. I know, that can be quite dazzling. Struggling's not gonna help you. Depend upon it. I have a particular wish to dispose of a few specific Nazis in Lilleberg.
personal grudges. Mất xác luôn. Eric Rudolph, the head cái xác biến mất tiêu luôn. Now the hunter becomes the prey. Why is Camner so hell-bent on capturing you? He must have promised his Führer a Geiststrafe pie in the sky. And now he needs someone more capable than him to bake it. Mày đã đảo điều chứ ghen lạc như nó. Consider it done. Oh, is that too bright for you? It's like it never existed. Nhìn làm gì? Just tell me. Let's go. Just say the word. Ôi, không cần nút ship. What is it? This will hurt a lot. Có. Right. Ủa, sao này mất một máu ta? Leave it to me. Very well. Nothing will remain. Vẫn bị thấy, vẫn bị thấy. Ở đây có đường nữa. Sure. Show me the way, will you? What were you saying? Now he won't have to explain his failure to Conley. It's a mercy, really. Don't stretch this out for yourself. Uh-huh. Hmm. I've got the tools for the job. Con kêu là cái gì đó? Thử đi, thử cái ơi, có gì không được mình đốt lại sếp. À, đuổi nó đi. Đuổi nó đi, nó có quay lại không? Easy. I wonder if he's pursuing the other Enigma squad members like this. That's out of his reach. That leaves Siegfried. Let's hope he escapes that ape's clutches. Đi làm sao mà xuống đây được đó? Thằng này nó cứ lia như thế này, sao bắt ở đây được? I'm ready. Tôi tưởng leo lên được cái nóc nhà này. Waste my time.
Certainly. I'm going. Was zum Teufel? Agreed. Take this with you. Last one out. I certainly outdid myself. All right. Schützt die Station. Du bist erledigt. Bereit zu sterben. Quên mất này, nó đang ngồi đó. All right. Fair enough. Mind if I tag along? Rồi, bị án bom rồi. A dead man walking. Where's your gun? My aim was off. Ủa? Thế sao sống đứa đó? Đợi đấy. Tôi đã chết mèo một cái. Anh em đợi tí xíu. Lục kít. Từ lần tôi lấy cái kỳ tôi gửi cái. Mục tiêu. Ai à. Cái cánh nãy là đúng rồi đó. Hiện tại thì gán sao mà canh chững chững thịt được ba niên này phát là xong rồi. Rồi. Nghe chưa? Không trúng cả ba hả ta? Không trúng được cả ba hả? Still not as foul as you are. Sao tự nhiên đi ra vậy ba? How is that for eau de toilette? Fascinating reaction. I'm out here. Tới. Nó nằm mẹo quá. Xong chưa? Từ từ để tôi suy nghĩ tiếp. Say the word. Right on. Der Sieg ist nah. Da bin ich mir sicher. Leave it to me. Yes. Ist etwas. Wahrscheinlich bloß Tiere. Fine. Stay. Der Sieg. Ein Dreck. And I'm on. You're going down.
Brilliant, no? Don't rush me. Hơi mà tầm bậy tí nhưng mà không sao. Cái pha đó khéo khéo mà không sao đâu. Sao bà này không được nâng kêu mà lại thằng này nâng kêu nữa ta? Giờ đi đường trên đi, đi đường trên luôn đi. Đường dưới có máu nè, XP nè. XP nữa nè. Thôi đi dưới, đi dưới. Thể hiện trình. All right. Did you need something? I'll get it done. Go on then. Ôi vãi. Habe ich mir wohl eingebildet. Tai nạn thôi mà, tai nạn lao động thôi mà. Tai nạn là điều không thể tránh khỏi. À đây có đường nữa. Mắm này nó gói dữ thiệt á. Một bát chơi chắc 30 phút à. Sure. 3 lính này hiện trái bom người là xong. Khó lắm. Đứng như thế này khó lắm. Đứng như thế này là gần như nổ hết luôn á, không có khả năng nào mà mình đi được đâu. Going. Leave it to me. On my way. Agreed. What were you saying? I'm ready. Cái này an toàn. Let's go. I'll get it done. Thằng này nó nhìn thấy trong đây không ta? Để coi nha, coi cái thằng bên thằng lính này nó nhìn thấy đây không? Không, nó phức tầm nhìn hoàn toàn luôn. Thấy, 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 thấy. Nó vừa đi cái đi. Now you're a walking time bomb. Can you smell your death coming? Đơn giản. Add water to acid. Này đúng ai đó? Need something, love. Cuốn này, mũi của bà này. Human bomb. My hands. I'm going. The old razzle dazzle. Easy. Come on, don't make this harder than it needs to be. Yes. Consider it done. Spit it out.
Rồi, vẫn là human bomb thôi. I have something for you. I have something for you. Tôi có đồ chơi độc lạ cho bạn đây. Nói chuyện đi, nói chuyện với nhau đi. Bombs away. Just say the word. Wise choice. Human bomb tiếp. Big group. Not to worry. I can make them disperse. Can't catch a breath. Good. Nông đi à? Vì nổ bom là hai ngày nó biết không nào? Nổ bom có khả năng thằng này nó sẽ phát hiện ra. Chết rồi. Ủa? What is it? Vậy là phải đẩy nó ra ngoài vùng á. Không cần giết này vội đâu. Last one out of here is a lot. A potent mixture. Hold on to this. That way. Đùa nó vô đây nổ được nè. Lùa nó vô chỗ này nổ được nè. Ừ, chỗ này nè. Kỹ thuật. Rồi thằng này là bóp hang này luôn. Thằng này là chơi bom cảm tử rồi thằng này. Very well. I have something for you. Game này chơi cuốn phết đó chứ. I'm up for anything. I've got the tools for the job. Triple kill. How careless. What were you saying? Did I burn your retinas? My bad. My home. We should just die already. Comfy, right? Let's keep moving. I can be crafty. Phải cái trò đánh bom này đó nha. Your gas mask, idiot. Consider it done. Đến bơm cảm tử. Yeah, yeah, on my way. Das war eben noch nicht dort. Wahrscheinlich muss ich irre. Ich sehe etwas. A nice little straw. Đi, đây còn thằng nữa hả? I got it. Absolutely not. Finally, some action. Would you look at that?
just accept your fate. Do you like it here? Did you need something? Rồi cái thằng nãy đi lên đi xuống đây đâu nó. Ê, ê, ê. Rồi nhém nó. Ngồi đây cũng lộn. What were you saying? I've got the tools for the job. Thấy không? Kommt das her. Eindringlich. Rồi vô đây anh đây. Vô đây đâu. Spit it out. On it. Tí nữa nó ghé vào đây. Nó ghé vào đây. Quá khéo. Carry this. Right. Rồi, lên đây là bấm hang này. Bấm hang này lên xong mình thịt này, dòng xuống thịt này. Giờ gửi mail. Thiệt tình. Something, love. I'm going, I'm going. Ich glaub, ich hab was gesehen. I know what needs to be done. All right. Don't waste my time. I'll erase any trace. Ê, còn thằng trên đó. Just tell me. What were you saying? Don't peek. Ich sehe nichts. That is how you deal with Nazis. I'll be back for you. Oh no. Rồi, ok, tạm ổn hết. Thằng này sao mất được giọt máu nữa nữa. I'll get it done. Cái này không có đường lên đâu. Bấm lộn, bấm lộn. Karl von Braun. He was a student of mine. Before the Nuremberg laws, of course. Thịt này, này thịt này luôn. Mình bà này làm được. Karl von Braun. He was a student. Mình nó nhảy quá. Before the Nuremberg laws, of course. Still not as foul as you are. Ủa, nó vẫn nhìn được á.
Vậy không được rồi, vậy thằng kia không bay xuống nè. Tịch cái ba đứa này cùng lúc nè. Did you need something? Karl von Braun. He was a student of mine before the Nuremberg laws, of course. I'm on your tail. Leave it to me. Finally, some action. That's my stop. You should have focused more on the curriculum than on the study of Areosophy. Vẫn bắn kịp. Giết này trước. Đơn giản vậy thôi. Đi vòng chỗ này giết này xong. Còn lại hai thằng thì xử cái một. Rồi. Đơn giản gọn lẹ. Nhấn nút F thua thời gian quên á. Lovely day for a walk. Struggling's not gonna help you. Wise choice. Helpless. Oh, is that you should have focused more on the curriculum than on the study of Areosophy. Fine. Just accept. Hey, You should have focused more on the curriculum than on the study of Areosophy. Don't rush me. Spit it out. Need something, love? Watch the birdie. Hey! Đúng lộn, thiệt tình. Thôi, nằm lại. Just tell me, there will be no body left to bury. Impossible. I'm going. What is it? Do you feel your bones melt? Rồi, xuống hốt cái điểm này luôn. Rosa, này của bà Rosa. Khá đơn giản, thả cho bom vô đây, canh đúng lúc cho nổ chỗ này là xong rồi. Không tới. I'll get it done. Stop squirming, worm. Don't make this harder than a few spins. Fair enough. I've got the tools for the job. Nó nhìn được tới đây không có phản này là đồ. Can you smell your death coming? Sadly, it's just a paralytic agent. You go down. I know what needs to be done. Take this with you. What were you saying? Don't waste my time. I know. I could be quite dazzling. Đơn giản. Right on. I'm up for anything. Ủa?
Bà này không cầm súng được, có này cầm súng được thôi. Cấp treo ngoài đảo hả? Nào. Did you need something? Đây, lấy cái chỗ này nữa. Chơi đâu phải lia sạch pháp. Go on then. Don't waste my time. A dead man walking. Hardly a challenge. Now you're a walking time bomb. Not a twitch. Ja. Need something, love? What is it? Certainly. You. Đợi kia nó quay đi nghe nó. Đợi kia nó quay mặt đi nghe mới được. I wish I could make this even more agonizing. Let's go. All right. I'm ready. What? Yum, yum, yum. Careful around those reagents. Không, hơi vội rồi, hơi vội rồi. I know what needs to be done. Just say the word. Still dazzle, dazzle. Just tell me. Hold still. Leave it to me. What were you saying? I've got the tools for the job. All is wide shut. Blind. Easy. Yeah. Chuẩn bị lộn hả? Không được. Mày mắt nó tinh quá. Rồi trong lúc này nó quay mặt lại thì tôi sẽ cố gắng khử này. Đứng ở đây đâu vừa. Fine. Rồi thua. I'll get it done. Go on then. Wise choice. Ôi thằng này ốc tiếp, nó không có chịu đi. Vậy là phải kích báo động rồi. Move away. Splash. Very well. Tiếp báo động rồi. Du kannst dich nicht entkommen. Du kannst dich nicht verstecken. Du kannst dich nicht verstecken. Da lang. Schnapp sie. Sie werden hier nicht nochmal aufkreuzen. Aufkreuzen.
hatte seinen Posten verlassen. Nein. Sei kein Idiot. Yes. Ich sehe etwas. Habe ich mir wohl eingebildet. Verdammt, komm zurück auf deinen Posten. Vô đây, bạn vô đây. Quite pungent. It hurts you more than it hurts me that way. Rồi. Giờ thằng này lên trên được cái bụi này, thịt này là xong. Đơn giản. I'm up for anything. Going. Struggling's not gonna help you. Consider it done. What is that? Fair enough. Nó nhảy như cái máy vậy á. Right on. Leave it to me. Did you need something? Ich bin blind. Would you just die already? It's a simple muscle paralytic. Ôi, đơn giản. Just stop breathing. Spit it out. Canh cái thăm binh nó hơi lệch tí thôi. À nãy ta đi lên đường này, ta đi qua đây nó nhanh gọn hơn. To think this would just lie about. Finally some action. Đường nào lên đó ta? Dad has a high opinion of you. I'd be flattered, but then again, he's a terrible judge of character. He used to have a high opinion of Kamler of all people. Hmm. Pretty spot you hold up in. Stolz auf mein Bein. Đi đường bên này à? Đây, đây có cầu thang đây. All right. Fine. Just tell me. Không nhìn tới này. Rồi, gầy bơm vô này, nổ bên này. Nổ bên này chắc không có đứa nào thấy đâu. Einar Peterson, a local. He spilled the beans regarding my location. The SS Geistestadt. As I was saying. Einar Peterson, a local. He spilled the beans regarding my location. The SS Geistestadt. Spilled the beans regarding my location to the SS Geistestag. À, nó chưa ngồi hàng gì. Don't waste my time. Can't catch a breath. What were you saying? God. That is how you deal with Nazis. Don't rush me. You're not staying here. Lấy lộn, đáng lẽ không phải thằng này nó giết, đáng lẽ không phải thằng này nó giết mà là con bà Gosa này giết mới đúng. How is that for a ritual? What is it? Doesn't it? Bà giết chậm quá. He spilled the beans regarding my location to the SS Geistestag. Lúc phức là chỗ này. Where's your gas mask, idiot? Bữa sao nó nhìn thấy ta?
Easy. He spilled the beans regarding my location to the SS Geistesstark. Giết đường này nè. Giết này trước. Không. Hai này phải giết cùng lúc. Dưới này nó dài bốn hàng, nó đứng bốn góc chéo nhau thì sao giết. Ây da. Kräftige Gefreite muss einen Beitrag leisten, wenn die Wunderwaffe ein Erfolg werden soll. Ich leiste meinen Beitrag. Dort, schau. Das muss ich, habe ich mir wohl eingebildet. Ngồi chỗ này không ai thấy á. Rồi, chỗ này đặt bom vô được. Lên nổ này chứ, nổ bên này. Không nổ trên này. Không nổ trên này cũng lộn đó. Nổ nổ bên này nè. Bên này không ai thấy nè. Không ai đó thấy. Consider it done. Da ist etwas. Uh-huh. Don't peek. That's as far as you, Russ. Hả? Chưa báo động ta. No peeking. That's as far as you, Russ. I'll erase any trace of your existence. What were you saying? Cú đó gì mà vẫn báo động được hết trời. Sao nhìn thấy đâu? I know what needs to be done. As far as you. Bó tài vớ vẩn. Có khi cái hướng tiếp cận này là nó sai đó. Bụng đi. As far as you rise up through the ranks of SS, Einar, you shouldn't have volunteered. You have no control over your own body. I'm going. Oh, is that too bright for you? Brilliant, no? Ich bin blind. All right. Schau mal nicht. Ich bin bau động. Going. Thánh à. Come on, don't take this harder than it used to be.
Cái này là cái gì đây? Trời ơi, có cái giật điện ở đây để chết thằng tai nạn mà mình không để ý. Rồi ok, hiểu. Đây nó năm thằng lại. Dùng quả bom người là xong. Easy. Leave it to me. This bomb has your name on it. Thằng này nó không có đi hết ta. Thằng này nó không có đi. There will be no body left to bury. Spit it out. Right. Das muss ich überprüfen. Du entwischst. Sao mà nó thấy được, không biết nữa. À, cái góc nhìn nó lên tới đó luôn. Xuống đây thôi. Last one out of here. I certainly outdid myself. Guy. Chỉ có một cái đường này vào thôi. Bom cũng không tới. Finally, some action. What? Do you feel your bones melt? Hardly a challenge. This will hurt a lot. All right. I know what needs to be done. What is it? Consider it done. I'll get it done. Agreed. Rồi xong. Dính hàng này luôn, bùm luôn. Add water to acid. Rồi rồi. This can be useful in the right hands. My hands, that is. Khó, game khó. Thằng này đi chung. Nó lại đưa lưng. Đến đây bùng phát là 3 thằng được. Tới đây bùng phát là 3 thằng được. Hold on to this. Không vô hết á. Không tới luôn. Thôi làm lại đi. Just say the word. Đây năm đứa, còn lại năm đứa. We're getting close. We've got to get rid of the guards first. Then it's pleasure before business this time. Thật này đâu. Just tell me. I've got the tools for the job. Stay. Hàng này đứng kế bên không thấy gì luôn. Fair enough. Quick. That's as far as you go. Let's take a stroll.
Oh, I have tricks. I'm going. Fascinating reaction. I'm ready. Certainly. Stop squirming, worm. Spit it out. All right. Ask in my beans. Còn 3-4 cái XP nữa. Mà vô đây thì được cái gì ta? Hình như vô đây là em luôn cái gì á. Không không, vô đây chứ có em đâu. Mình mới xong có một cái nè. À xong hết rồi. Lớp sành xong hết trên này. Nhưng mà bỏ mấy cái XP này. Bỏ chết rồi nha. Lấy rồi trên này. À lấy rồi hết. Còn 1 phá đảo game. Nice little stroll. Đứng gì mà đi bò bò cái gì nữa. I'll get it done. Ok rồi. Game này rất là đáng chơi nha anh em. Đợi đây trong lúc mà tôi tìm cái nghiên cứu đó. I doubt anyone stupid enough to work for Camler could find my secret cache that fast. À này có một cái mà ngăn kéo bí mật gì đó, mấy anh kia nó tìm không ra đâu. Cái gì đó. Cái thời thế chiến thứ hai mà anh em có mấy con máy bay như thế này là khủng khiếp luôn. Hai hiền ra nè, bạn tới. Ồ. Hả? Game này làm sao có đấu chùm được? Game này đấu chùm thì nó thiết kế như thế nào đó? Nhà khoa học ở đâu rồi? Một tay bóp cổ. Mấy thanh niên kia gung nha, anh em để ý cái bàn tay nó gung 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 nha. Thì bà ta mau. Cái tiếng ồn gì đó. Bad news is that Kalmus sent his Geist of Power. Đã gửi cái thằng mà Gen Tip Power như một cái con quái vật đến để tìm chúng ta. Is he brought our ticket to Madinet Aldala with him? À, chưa xong nữa hả? Sure. Ủa đi làm sao? All right. Give me a moment to find the way around the gate. Fine. I'll be here, fantasizing about my reunion with Camler. Yeah. Panzerwolf, huh? It won't be easy to kill that goon. This is the best use of Geiststoff Kammler could think of? What a primitive buffoon. Uh-huh. You stay here. Nó ba máu thì tính sao ta? Ấy vậy? I'm going. Don't peek. That is how you deal with Nazis. All right. You're looking good in there. Let's get out of here, pal. Rồi hiểu rồi, gài cái bom vô thằng này đến đây nó nổ cái là mình cầm cái súng mình bắn cái nữa là ba hit dứt điểm luôn. All clear. Đó, chỉ có cách đó thôi. But you can pass through the gate now. Sure. Ủa cái máy bay này để làm gì? Didn't bring the teleporter. But the plane is fine too. Not really my thing. I've got the tools for the job. Đây an toàn.
hang này nổ bom được. Hang này nó chỗ này phức nổ bom cái là xong à. Mà thằng này nó đứng dòm gì thì Geiststoff was supposed to be an infinite source of energy. To think it would be used for this. Let's catch up the Kalmar before the whole Nazi army is filled with Geiststoff and zombie mutants. Carry this. Nổ này. Just say the word. A nice little stroll. I'm ready. What a successful experiment. Ủa, có cửa gì thế này nè. Trời ơi, có cửa đẩy lên trên này. Right on. Sao nó không nhìn thấy mình? Eyes wide shut. Did I burn your retinas? My bad. Nó bò bò nó rồi. That should come in handy. Lát bơm mình sắp lên level 3 rồi. Just try and stop me. Don't waste my time. Hmm? Sadly, it's just a paralytic agent. Hàng đang đứng nói chuyện tự nhiên thằng ú ớ mà vẫn không nhận ra cái gì luôn. Quay mặt lại. Đi lên đây, nhanh. Sure. Yourself. Stay here for now. Coi, coi thói quen con này. Yeah, yeah. On my way. Bà nó thiệt chứ. Rồi, ok ở đây. Tí nữa điều em nói lại đây. I know what needs to be done. Nhanh lên. Go on then. What is it? On it. Sao không bị trốn ta? All right. Nice choice. Moving. Ủa gì vậy? Không có suy nghĩ gì luôn á. Ủa, một hãy chết luôn rồi, đâu có cần máy tính chứ gì. Tự tính đặt cái bơm vô người nó nào. Nó đi lại đây nổ ra một cái, nổ cái thùng này một cái, nổ cho bơm trên người nó là hai máu. Hai máu mình bắn cái súng vô là ba máu luôn. Hóa ra là không cần phức tạp gì, suy nghĩ hơi nhiều quá. Say the word. Do you know how to operate this? Sao? Nope. But I'm good at improvising. Anh có biết lái cái này không? Không biết, nhưng từ từ rồi cũng sẽ biết. Ây da.
dưới 40 phút khó lắm. À, thử thách 2 trên 5. À, có cái thử thách là không kích hoạt cái báo động luôn. Cái này thì chúng ta có thể thử đó. Cái này thuộc map rồi. Thử đi vài lần thì mới chơi dưới 40 phút lận. Còn cái này không dùng súng thì sao kích được cái thùng nổ ta? Hay là chế bơm của em này, chế bơm của bà này chứ, có thảy vô được cái thùng bơm không? Tôi chưa có thử. Nếu như chế bơm mà hẹn giờ của bà này á, thảy vô được mà cái thùng thuốc nổ á, thì canh đến đó bấm cái là xong à. Rồi, hai cái thử thách này chúng ta có thể thử được. Cái này là khó nhất, rất là khó luôn. Rồi, nói chung qua màn được, game này rất đáng chơi nha. Hôm nay chơi đến đây thôi, từ đầu quá rồi. Game rất là thú vị. Rồi, ok, bye bye anh em. Game tên là Sumerian Six.